Ui chu chu. Vậy là bây giờ mình đang đóng vai một anh chàng thiếu niên mới lớn, đang bỏ nhà ra đi, đi theo tiếng gọi của tình yêu, bảo vệ Alisa đây mà. Tâm trí đang rối bời. Xin lỗi mọi người, tôi phải đi. Đó là cô gái đầu tiên trong đời tôi gặp. Mình đoán là thằng này có một tuổi thơ kiểu như là được những cái người Seraphim này họ nuôi lớn. Bây giờ về thế giới con người không biết có gặp lại gia đình cũ không, không biết, nhưng mà đại khái thằng này là một người có thể nhìn thấy các thiên thần. À, có cái gì đây này? Khi di chuyển, à khi đánh dấu kẻ địch ấn B để xem thông tin chi tiết về chúng. Một điểm save game này. Cả nó cứ để đấy đã. À, đây là cánh cổng à? Ơ, mình chưa thấy cái cổng đó bao giờ. À đúng rồi, bình thường toàn vào cái khu này thôi. Hóa ra cái cổng đi đến thế giới thường nó ở đây. Ơ, khắm nhỉ. Nó ngay đây, tưởng đường đi khóa thế nào cơ. Thế mười mấy năm sống ở đây chẳng lẽ lại không thử một lần đi ra đây. Hey, tạm biệt ngôi làng yêu vấu. Ok, cái gì? À, trời ạ, Nicleo. Sao cậu lại ở đây? Tôi theo dõi cậu nãy giờ rồi đấy. Tôi sẽ đi, nghiêm túc chứ. Chúng ta có thể nói khi đi, không có thời gian đâu. Nhưng những điều mà cái con Helion đó nói, hắn đang truy đuổi Alyssa. Thôi, đi nhanh đi. Này, cái gì? Muốn làm gì bất ngờ sao? Tôi thật sự rất là vui ấy khi mà cậu đi cùng tôi. Tôi không thể để bỏ cậu một mình bơ vơ ở cái xứ sở con người đó một mình được. Cậu cần phải có bạn đồng hành. Rồi, bạn bè tốt thế. Cá là Graham đang rất là bực mình ấy, điên tiết ấy. Ông ta thật sự biết mà. Ông ấy biết cậu sẽ rời đi ngày hôm nay. Không sao, tôi sẽ gặp lại ông ấy sau. Graham thì luôn luôn biết mọi thứ. Ngay khi cậu đi, ô, một cái tẩu. Cái này từ Graham sao? Chúng ta cần tiền để đến xứ sở con người. Ông ấy nói hãy bán nó nếu cần thiết. Ông ấy tốt thật. Đó là lời nhắn đấy. Hãy đi theo con đường mà cậu tin và sống một cuộc sống mà cậu muốn. Ông ấy luôn tin tưởng sự lựa chọn của Sury. Ông ấy nói như vậy đấy. Đi thôi. Đây, vậy là rời ngôi làng. Có lẽ game bây giờ mới bắt đầu đây này. Trên mạng nhiều người chê cái game này là nó bắt đầu khá là lâu, mình thấy đúng thật. Một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa vào cốt truyện rõ ràng. Vẫn chưa mở hết các tính năng, vẫn còn nhiều cái bỏ ngỏ. Ờ, một đoạn phim anime. Xem. Phải đi qua lớp sương mù này mới đến à? Hình như đến rồi đấy. Đây, mây trời bình thường rồi này. Nó không quá viển vông như cái khu nhà. Ui, ngạc nhiên. Tuyệt quá. Con người có quá nhiều thứ tuyệt đẹp. Đó là lý do tại sao trong lúc này họ rất cần Sepha để cứu rỗi thế giới của họ. Ai cũng yêu thế giới của mình mà. Không yêu thì chết. Thật sự là nó rồi. Đây chính là thế giới của chúng ta. 最悪の時代と呼ばれた時代に現れた。Wow. Video intro này này, đây bây giờ mới bắt đầu game đây này. Đây mới là đoạn phim giới thiệu game. Nhạc hay thế.
thằng Mikleo này, mình thích phong cách của nó. Ui, nhân vật mới này. Ui, nhiều nhân vật đấy. Lại nữa, khả năng là điều khiển được hết tổ độ nhiều nhân vật đấy. Anissa đây rồi. Xuống, nhập hồn à. Tự nhập vào nhau đấy chứ. Ui, ngầu quá, ngầu quá. Ủa, Helion to thế. Cái này có phim hay truyện tranh thì tốt. Wow, biến thần à, Berserk à, wow. Biến hình kinh tí nhé. Ôi, như là trong game này các con người nhập được hồn với cả Seraphim hay sao ấy. Đúng rồi, đã có nhiều Seraphim xuất hiện lắm đây. Được hoàn trang, hoàn trang. Anh ở trong hoang dại thế. Ta, thế là xong rồi intro. Wow, thế là con người rồi. Ui dồi, vãi, cần đến đâu đây? Ui xa thế. Đi một đoạn dài thế này đây. Cái chỗ này chắc còn phải khám phá nhiều. Tôi kệ, cứ đi đường thẳng đến đó luôn nhá. Không có gì đây. Chỗ này cũng không có gì. Đây đâu. À, có một bụi cây này. Thử chám cái bụi cây này xem. À, chám được thật. Xem có nhặt được đồ không nhá. À, cái bình chắc là bình máu. Từ đầu game giờ chưa gặp đoạn quái nào nó nguy hiểm để mình phải dùng máu rồi. Lấy cái giày. À, không biết giày này có tác dụng gì đây. Tăng điểm Zilium, thời gian stun giảm 20%. À, khá hiệu ứng được mà. Ok, đi tiếp thôi. Nhưng có nhiều đoạn rẽ thế. Khám phá hết chỗ này chắc mất cả ngày mất. Đi đây. Chắc không qua được cái tảng đá này rồi. Ừ, ở đây có nhiều tảng đá lắm. Chắc có nhiều cái là khiến mình phải quay lại sau ấy. Ôi, nhiều đá thế này. À đây đây. Đá đung khổ sở thế. Bụi cây nó có gì không? Chả có cái gì. Sắp đến chưa nhỉ? À đến rồi, ngày đây. Cũng đâu có xa lắm. Không có quái vật ở đây à? Đến rồi này, hết map rồi. Ui, lại một điểm save game. Lưu game luôn thôi cho nó nóng. Xem cái map nó rộng rồi. Ui, rộng thế. Không có quái vật trên đường à? Cái này buồn chết. Đẹp nhở. Mặc dù mình nghĩ là cái đồ họa này vẫn chưa xứng tầm game AA cho lắm, nhưng mà với phong cách anime thì thế nào cũng là tuyệt cả. Đánh nhau. Chó sói này. Đổi mục tiêu bằng cách RB. À, bây giờ mới đổi mục tiêu được cái này. Tap binh sẽ tự động đổi mục tiêu. À, ấn tap đổi mục tiêu. Mình muốn đổi người, mình thích chơi thằng kia cơ.
mày 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 Mà đã hôi máu. Ý, có con suối cái kia thì qua kiểu gì? Oyatsuzukuri kanryo da. À, đi được. Mieta. Mizumi da. Ooki na machi ga aru. Itte miyou. Cái điểm gì đây? À đây. À con sói. Đi này. User comment cho mọi người. Chơi forward. Ôi, những cái phải này để điều khiển để chiến thuật được. Chúng mình cao Fokker attack. À, đây là đánh vào cái con mà mình ngắm. Để cho nó nhanh. Tỏa ra. Mỗi người đánh một con. Chúng ta chết đấy. Đánh thế cho nó nhanh. Đấy, cả ngày gameplay nó mới càng mở ra. Chứ đoạn đầu đánh nhau thì chán phèo. Đây rồi. Lại đứng rồi. À kia, mình nhìn thấy bóng dáng của tòa thành rồi. Trên mặt nước kìa. Giữa hồ thì phải. ハハハ地図があるから大丈夫なのだよ。ああ。店員見聞録に載っていたっけ。ただ、古い地図だから自分で書き足して使わないとだけど。ゴールマップ。うわ。みんな、なんか、ちょっとないと。 À đây là cái chỗ xứ sở thần tiên đây này. Chỗ nhà mình đây này. Đây bây giờ mình đang ở đây. Lại thích đánh nhau. Sức mạnh của nước. Cổng thành kia rồi. Hổng to đó, bá sông đã tạm tiêu. Xem game ở đây cho nó yên tâm cái đã. Ấy, không xem game được. Gì này? Ơ, nói chuyện được với chó à? Go. Mikuriをも撫でてみたら。あ、で、で、 nói chuyện với cái cô gái này. あたしらは赤霊の羽、商人のキャラバン隊だよ. Bắn buôn bán gì đây? これが隊長のエギー。その子はロゼだ。 Đội trưởng, cô ấy là Rose. Rất vui vì được gặp cậu. Tôi là Sorry, rất vui vì được gặp hai người. Cậu cuối cùng cũng đã học được cách nói chuyện mọi người rồi đấy. Nếu mọi người đang đến cái lễ hội thì tôi có thể đi cùng không? Chắc rồi. Ủa, xếp hàng à? Đông thế này. Mình không hiểu nói gì, nên là cứ tôi ra mình. Nó qua đây không hiểu được, sẽ tôi luôn. Nói chung là hai... Ơ, hình như cái đứa Rose, cái con bé Rose này xuất hiện trong đoạn trailer vừa nãy đúng không? Đấy, tóc hồng hồng đỏ đỏ mà thắt bím nhỏ nhỏ hai bên luôn. Ui trời ơi, làm sao để đi đây? Đúc thế này. Mình đã có đường đi, chắc phải nói chuyện tiếp rồi.
bán con dao hoàng gia. Sokka. Khi ga kawatta ra yorashi. Rippa na knife. Ne, Sengardo de yozotte kurenai? Cho nên bán không nhỉ? Bán đi. Thật sự muốn bán con dao không? Không. Trời ạ. Khi ga kawatta ra. Con dao hoàng gia có phải con dao mà lấy được của Alisa không? Thế sao lại bán nó được? Đâu nhỉ? Làm gì có trong item. Đâu nhỉ? Mình nhìn lại một chút xem nó là cái gì nữa. Đây rồi. Không bán được. Đi ra ngoài đây. Tôi nghe thấy công chúa Alisa đến. Ủa, công chúa Alisa? Thế là công chúa à? Alisa Hime. Công chúa Alisa hả? Vừa ni miyako ni tsuita mitai de hito anshin da. Ano kitsune otoko. Có vẻ như cô ấy trở về nhà an toàn rồi. Mừng là đã được nghe điều đó. Nhưng mà thật sự cô ấy là người hoàng gia sao? Không đùa đâu. Cô ấy là công chúa tối cao đấy. Một công chúa, một hiệp sĩ. Cô ấy đến rừng. Cô ấy vào rừng làm gì? Tại sao không đi mà hỏi cô ấy? Ano kitsune otoko ni machi ni haitte kanojo o neratte iru kamoshirenai shi. Còn quái vật chắc chắn là đang tìm cách để hãm hại cô ấy thôi. Thế là chúng ta vẫn phải vào à? Máy con không bán con dao, chắc là sẽ dùng nó để đưa cho cái thằng lính này đấy. Ta sẽ cho mày vào nếu cái đấy được sửa. Được rồi, tôi biết. Đấy, con chó kìa, mọi người. Xin lỗi vì đã chặn đường. Ok, đi được rồi. Đấy, tốt đấy. Chào mừng đã đến với Lady Lake. Chào. Quen biết đéo gì mà chào. Chào cô. Úi trời, tôi phải đi hết cả cái cầu này sao? À không, map hết ở đây rồi. Chắc vào thành phố luôn đây. Wow, đẹp phết. Cái gì bay này? Pháo giấy à? Trời ơi, đẹp quá. Vậy là Lady Lake là như thế này đây. Đây là cách của con người sống sao? Hãy nhớ, đây không phải là chuyến đi du lịch đâu. Có rất nhiều câu hỏi ở đây. Chúng ta cần phải tìm Alisa phớt. Đầu tiên, Alisa trước. Giờ phải đi tìm kiếm thông tin à? Tìm kiếm Alisa quanh đây. So many. Đi dò hỏi thông tin. Ở đây có những ngôi sao này, chắc đi hỏi những cái người này này. Oni-san, dou kono fuku? Honmono no shiruku kiji da yo. Này, nó có rẻ không? Này, đằng sau cậu. Đằng sau hắn. Ủa, có một con quỷ. Đây như kiểu là mỗi những con quỷ này nó phát sinh ra từ sự tiêu cực của con người ấy. Nên nhà buôn này là chắc là buôn gian bán lận, thế nên mới có con quỷ đằng sau lưng. Thế tôi kệ, đéo nói chuyện với thằng này nữa. Một tên thương gia gian xảo. Ô, chồng bông, đứng làm gì đây? Một đứa nhóc. Hiểu chưa, chẳng nhóc. Ăn cắp, là ăn cắp. Cầm đi ông già. Ông ấy chửi thằng này thằng ăn cắp à? Gì này? Chỉ có thế thôi. Ô, sao có hai con hổ đánh nhau chứ? Ui.
đấu vật à, đánh nhau à? Hai cái thua mất rồi, đâu mất gì? Hổng. Ui, trông lão đảo lắm rồi mà vẫn đấm nhau kiên cường thế. Trời ạ, thật là khác. Không vào nữa, lại đi à? Đây là nhiệm vụ này chỉ là đang đi khám phá cái thành phố này thôi đúng không? Đã có ngôi sao ở góc dưới kìa. Lại phải đi xuống. À thằng nhóc, thằng nhóc vừa nãy. Có chuyện gì mà buồn vậy, nhóc con? Ông muốn cái quái gì đây? Ủa? Lại có con quỷ nó đứng. Sao? Anh có vấn đề gì? Thưa ngài. Chết tiệt. Này, đi ra khỏi đây thôi. Cái thằng nhóc kia nó thằng dân bụi đời, nó hay biết nói thế nào nhỉ? Nó ăn cắp rồi bị người ta chửi nên nó thù hận nhiều, chắc là trong lòng nó có tiêu cực thế nên có con quỷ đứng sau lưng như vậy.